thích nhất điều gì khi nằm trong bụng mẹ? Theo một nghiên cứu của các chuyên gia tâm lý, thì từ khi còn ở trong bụng mẹ, thai nhi đã có thể cảm nhận được trạng thái tâm lý của mẹ. Trẻ chưa được sinh ra, nhận mọi thứ qua cơ thể của mẹ. Vì thế, các mẹ có thể thực hiện một vài điều tuyệt vời mà thai nhi trong bụng yêu thích để trẻ có thể tự cảm nhận và tăng cường mối liên kết mẹ con. 1. Tiếng cười của mẹ. Siêu âm cho thấy, thai nhi bắt đầu bật lên và xuống khi mẹ cười, giống như phản ứng trên tấm bạt lò xo bắt đầu chuyển động. Mẹ cười nhiều hơn và em bé cũng tiếp tục nhún nhảy. Nó xảy ra do các cơn co thắt cơ. Các hormone hạnh phúc được tiết ra khi mẹ cảm thấy tuyệt vời và thích thú với bản thân cũng có lợi trực tiếp cho em bé. Vì vậy, hãy đảm bảo tạo ra càng nhiều khoảnh khắc tích cực càng tốt. 2. Tập thể dục. Chìa khóa để chọn các bài tập thể dục phù hợp khi mang thai là nó phải an toàn, phù hợp và được bác sĩ cho phép. Bài tập cardio là loại hoạt động tốt nhất trong giai đoạn này. Tim của trẻ sơ sinh phát triển tốt hơn và khỏe hơn nếu mẹ thường xuyên vận động. 3. Mẹ nghỉ ngơi thư giãn. Thời gian nghỉ ngơi của mẹ là khoảng thời gian vui vẻ của bé. Đó là lúc trẻ sơ sinh trở nên bận rộn vì không có hoạt động, chuyển động và thói quen hàng ngày nào của mẹ can thiệp vào danh sách việc cần làm của chúng. Khi đó, bé bắt đầu thực hành các động tác nhào lộn và trải nghiệm những chuyển động mới. 4. Massage bụng. Các thụ thể cảm ứng của trẻ bắt đầu phát triển ở tuần thứ 8 và toàn bộ quá trình này mất khoảng 20 tuần để trẻ đủ lớn và cảm nhận được cảm ứng từ bên ngoài. Trong thời gian này, bạn có thể massage bụng nhẹ nhàng để tạo mối liên kết với trẻ và đây cũng là một quá trình phù hợp cho bố của trẻ tham gia. Bạn có thể sử dụng các loại kem massage và vuốt nhẹ nhàng trong khi cơ thể thư giãn và nghe những bản nhạc nhẹ. 5. Kể chuyện cho thai nhi nghe. Vào tuần thứ 25-26, bé bắt đầu phản ứng với những tiếng động mà chúng nghe thấy ở bên ngoài bụng mẹ. Và vì giọng nói của mẹ là giọng nói mà bé nghe rõ hơn bất kỳ giọng nói nào khác, nên thai nhi học cách nhận ra nó. Nó cũng mang lại cho bé sự thoải mái, yên tâm và báo hiệu rằng mọi thứ đều ổn. Một cách hiệu quả để phát triển mối quan hệ và khiến em bé quen với âm thanh giọng nói của mẹ, đó là đọc to một câu chuyện hoặc chỉ đơn giản là trò chuyện cùng con. 6. Tắm nước ấm. Khi trẻ đủ lớn để áp sát vào da bụng của mẹ, chúng có thể cảm nhận được sự thay đổi của nhiệt độ. Đó là lý do tại sao việc tắm nước nóng sẽ khiến em bé khó chịu và có thể gây nguy hiểm. Trái lại, tắm nước ấm làm cho mẹ bình tĩnh và em bé thoải mái. Âm thanh của nước chảy cũng có thể giúp ích cho sức khỏe của em bé. Hãy đổ nước lên bụng và cảm nhận phản ứng của bé. 7. Nghe nhạc. Bà bầu nghe nhạc trong thai kỳ là phương pháp thay giáo phổ biến hiện nay. Nghe những bản nhạc yêu thích sẽ giúp bà bầu thư giãn. Quá trình sản sinh hormone serotonin, hormone dopamine tăng lên truyền vào cuống rốn đến thai nhi. Bé sẽ có điều kiện phát triển toàn diện các giác quan và trí não. Tuy nhiên, bà bầu chú ý nên mở âm thanh với cường độ thích hợp, tránh làm ảnh hưởng tới thính giác của thai nhi. Mang thai là quãng thời gian để trải nghiệm và tận hưởng cảm xúc. Khi bạn cảm thấy thoải mái và khỏe mạnh hơn, con bạn cũng sẽ như vậy. Vì vậy, hãy tận hưởng và áp dụng những điều trên nhiều nhất có thể.